Ví dụ như sau ngày hôm nay về có người người ta đến ngỏ ý muốn trả giá rất là cao để lấy bức ảnh này. Chị có bán không? Dạ hiện tại thì đang có hai người bạn của em nhắn tin mua với giá 30 triệu đồng nhưng mà em chưa bán. 30 triệu. Bởi vì em nghĩ rằng là cái này cũng là cái duyên của em nghỉ với thầy cho nên mới cho người vẽ cái bức thiết này. Mình nhưng mà nếu sau này nếu mà có một người nào đó mà cũng hướng Phật và yêu quý thầy thì thực sự em không phải người đi theo đạo Phật. Còn nếu ai mà đi theo đạo Phật và yêu quý thầy mà có nhảy muốn mua lại với giá cao thì chắc chắn em sẽ bán.